Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn video làm móng nước. Đầu tiên chúng ta dán một cái móng giả trong lên phần móng thật của khách. Sau đó chúng ta mài giũa phần móng giả, mài giũa bề mặt trên của móng, làm nhám bề mặt móng để chúng ta sau đó chúng ta đắp gel lên. Lau gel phần chúng ta đã mài giũa vệ sinh móng. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh một lớp liên kết gel cứng lên bề mặt của móng. Sấy 30 giây ạ. Sau đó chúng ta trải một lớp clear mỏng lên toàn bộ bề mặt của móng. Sấy 30 giây tiếp theo. Sau khi sấy xong, chúng ta sẽ đắp một lớp clear dày lên móng. Sấy 1 phút. Chúng ta sẽ lấy một lớp gel này trải cho em một tấm hình chữ nhật ra cái giấy khuôn. Mình sẽ trải cái miếng này to một chút ạ. Trải đều lên trên khuôn giấy. Sau đó cho cái khuôn này sấy tầm 30 giây. Lau và mài giũa tạo form móng. Chúng ta giũa hai bên cạnh của móng trước này. Các bạn có thể dùng đầu mài nhám hoặc là giũa tay như em cũng được. Giữa hai cạnh và chủ yếu là làm mịn cái mặt móng, làm mịn cái phần gel của mình đã đắp. Sau khi giũa xong form móng, mình sẽ đánh một lớp nước bóng lên trên toàn bộ bề mặt móng, đánh cả mặt trước và đánh cả gầm móng. Cái lớp nước bóng này thì sẽ giúp cho cái móng nước của mình trong và bóng hơn. Sấy 1 phút với lớp nước bóng ạ. Chúng ta lấy cái mảnh gel ở trên giấy khuôn ra, lau sạch sẽ cả hai mặt. Dùng gel đính đá để gắn phần cái mảnh gel lên trên phần gầm móng để tạo thành móng nước. Trước tiên dùng gel đính đá tạo cái tường thành ở gầm dưới của móng á. Cái này mình cho từ từ thôi ạ, không sẽ tràn ra hết phần da của khách. Lớp một sấy cho em một chút, tầm 20 đến 30 giây. Trồng thêm tường thành cho cao hai bên thành móng. Lau phần gel thừa, sấy lại cho em 30 giây tiếp theo. Sau khi làm xong phần tường thành thì chúng ta sẽ dán ở phần thành của hai bên móng ấy ạ. Mình sẽ cho gel đính đá vào.
gá cái mảnh clear lúc ấy mình làm ở giấy khuôn. Dán vào ạ. Bít lại những phần hở. Sấy cho em tầm 30 giây. Sau khi sấy xong thì chúng ta sẽ bít lại những cái phần hở ở trên, xung quanh các cạnh móng. Chúng ta nhớ là bít kín á, không thì tí nữa khi mà mình cho nước vào thì nước nó sẽ chảy mất. Bít lại toàn bộ các cái cạnh của móng. Sấy cho em tầm 30 giây tiếp theo. Lau gel và bấm các mảnh thừa đi ạ. Rũa qua cho gọn gàng hai bên cạnh của móng một chút cho dễ nhìn. Sau đó chúng ta bắt đầu cho những vật dụng trang trí vào trong cái phần móng hở chúng ta đã tạo này. Các bạn có thể cho nhũ này, bi này, xà cừ. Nhưng mà cố gắng là đừng cho em nhũ nhỏ quá. Nếu mà nhũ nhỏ quá thì nó sẽ không chạy được nhiều. Mình cứ xìm hạt nhũ nó bự bự một chút. Có thể cho cả những đồ trang trí bằng sắt như là bi sắt này, hoặc là ốc sò. Chúng ta sẽ dùng cái dầu oi cho vào kim tiêm và bơm trực tiếp vào trên móng của và trong cái chỗ phần móng lúc ấy chúng ta vừa tạo. Cho em tiêm cho em tầm 70-80% móng. Sau đó để bạn khách để tay hơi dốc ngược lên cho mình một chút. Lấy phần gel đính đá gá phần miệng của phần móng nước. Gá phần miệng vào ạ. Hướng dẫn khách sấy. Khi mà khách sấy thì sẽ để tay của khách dựng đứng lên một chút. Mình nhờ khách chịu khó cho mình một chút ạ. Sau đó mình bấm những cái phần cạnh thừa quá rườm rà của đầu móng đi. Nếu mà cần thiết thì mình có thể bôi một ít gel đính đá vào xung quanh để bít lại các cạnh. Còn nếu mà mình cảm thấy chắc rồi thì thôi ạ. Đây bây giờ mình đã có cái lượng nước trong ở trong nó đã chảy nhũ rồi ạ. Bấm sát và mài rũa lại cho hết những cái phần cạnh thừa. Rũa mịn lại toàn bộ móng. Rũa phần gầm móng. Phủi bụi này, lau lại gel trên móng. Đánh lại nước bóng lên toàn bộ mặt móng, cả mặt trên lẫn mặt dưới ạ.
giấy cho em phần bóng này 1 phút. Sau khi xong mình sẽ dùng gel khô để trang trí thêm bề mặt móng của khách. Lấy một lượng gel khô nhỏ này vê lên đầu ngón tay, dùng bút chấm bi xoáy tròn phần gel khô. Xoáy theo hình tròn ạ, từ ngoài vào trong. Lấy bút đắp hoa chấm một ít vào nước lau gel và tán lại phần bên diềm cánh hoa cho nó đẹp ạ. Mình được một bông hoa hồng bằng gel khô. Tiếp tục như thế mình được bông thứ hai này. Dùng bút đắp hoa bẻ lại một chút cánh cho mềm mại. Xoáy phần nhị. Sấy gel khô tầm 10 đến 20 giây ạ. Mình đính đá, trang trí lại thêm một chút đá và đánh bóng toàn bộ cái phần móng của khách, bao lại bóng và kín chân đá và đánh bóng lại móng của khách lần nữa. Sấy 1 phút ạ. Thế là cái móng nước của chúng ta đã hoàn thành và bây giờ là sản phẩm cuối cùng ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.